Chào các em học sinh cấp 2. Hôm nay thầy sản xuất video hướng dẫn các em học về bộ môn hóa học. Hôm nay thầy dạy cho các em chuyên đề 1 xác định chất, hoàn thiện sơ đồ phản ứng. Chuyên đề này thầy sẽ làm một số video hướng dẫn các em, và hôm nay thầy sản xuất video số 1. Video này thầy hướng dẫn các em làm bài tập số 1. Viết các phương trình phản ứng, hoàn thiện sơ đồ sau. Chúng ta có một cái sơ đồ phản ứng xuất phát từ CaCO3. Thông qua phản ứng số 1 để tạo ra CaO và CO2. Và từ CaO và CO2 thông qua phản ứng số 2 tạo ra CaCO3. Từ CaO thông qua phản ứng số 3 tạo ra CaOH 2 lần. Từ CO2 thông qua phản ứng số 4 tạo thành NaHCO3. Từ CaOH 2 lần thông qua phản ứng số 5 cộng với NaHCO3. Hai chất này cộng nhau em nhé, tạo thành CaCO3. Ở đây các bạn, ở đây CaO cộng CO2 tạo ra CaCO3. Từ CaO 2 lần thông qua phản ứng số 6 tạo thành CaNO3 2 lần. Từ NaHCO3 thông qua phản ứng số 7 tạo ra Na2CO3. Từ CaNO3 2 lần tác dụng với Na2CO3 ra CaCO3 thông qua phản ứng số 8. Và từ CaCO3 thông qua phản ứng số 9 tạo ra CaHCO3 tất cả 2 lần. Như vậy yêu cầu đề bài là chúng ta phải viết các 9 phương trình phản ứng, cân bằng các phương trình đó và ghi rõ điều kiện nếu có để chúng ta hoàn thiện sơ đồ các em nhé. Vậy chúng ta sẽ giải quyết ở phần số 1. Từ CaCO3 tạo ra CaO và CO2. Kiến thức này chúng ta đã được học ở lớp 8. Đó là phản ứng nung đá vôi, đúng không ạ? CaCO3 canxi carbonat bị nhiệt phân. Khi nung lên thì bị nhiệt phân thành canxi oxit và khí carbonic. Canxi carbonat bị nhiệt phân tạo ra canxi oxit và khí carbonic. Phương trình này tự cân bằng và chúng ta cần ghi điều kiện nhiệt độ vào, đúng không ạ? Người ta đã hoàn thiện phần số 1. Phần số 2 là từ CaCO cộng CO2 ra CaCO3. CaO cộng CO2 tạo ra CaCO3. Như vậy là canxi oxit để trong không khí một thời gian thì nó sẽ tác dụng với khí carbonic có trong không khí tạo thành canxi carbonat các em nhé. Như vậy đây phản ứng tự xảy ra, không cần điều kiện, và là nó cũng tự cân bằng em ạ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được phản ứng số 2. Phản ứng số 3 là từ CaO làm cách nào ra được CaOH 2 lần. CaO ra CaOH 2 lần. Ở đây cũng là kiến thức của lớp 8 các bạn. Một số oxit bazơ tác dụng được nước tạo thành dung dịch bazơ, trong đó có canxi oxit tác dụng nước tạo thành canxi hydroxit. Phương trình này cũng tự cân bằng và không cần điều kiện các em nhé. Phản ứng số 3. Phản ứng số 4 từ CO2 tạo ra NaHCO3. Như vậy chúng ta biết là oxit axit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối trung hòa vào nước hoặc là muối axit các em nhé. Như vậy đây chúng ta cho cộng với NaOH dung dịch của natri hydroxit. Như vậy là oxit axit CO2 tác dụng với lại bazơ NaOH thành muối NaHCO3. Phương trình này cũng tự cân bằng
Phản ứng số 4 đã xong, không còn điều kiện. Phản ứng số 5, từ CaOH2 lần tác dụng với Na2CO3. Xin lỗi, tạo ra tác dụng với NaHCO3, tạo ra CaCO3. CaOH2 lần cộng NaHCO3 sinh ra được CaCO3. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em nhận biết vai trò của các chất tham gia. CaOH2 lần là bazơ. NaHCO3 là muối axit. Muối axit mình có tính axit nên là gọi là muối axit các em nhé. Vậy ở đây chính là bản chất là bazơ cộng axit sẽ thành muối. Muối của Ca với CO3 và còn muối của kim loại natri này các em ạ. Na2CO3 cộng với nước. Đấy, thầy nhắc lại. Đây bản chất là bazơ cộng axit, đây là muối axit nên nó có mang tính axit các em nhé. Bazơ cộng axit thành muối và nước. Đây có kim loại canxi thì tạo muối canxi carbonat. Đây có kim loại natri thì tạo thành muối natri carbonat. Đúng không ạ? Và nước. Là cách bằng ở đây đó thì có 2 natri cho 2 vào đây. Đây có 2 hydro, có 2 hydro là 4 hydro cho 2 vào nước. Như vậy là phản ứng này đã được cân bằng em nhé. Phần số 5. Tiếp theo phần số 6, từ CaOH2 lần ra CaNO3 lần. CaOH2 lần tạo ra CaNO3 2 lần. Đây là bazơ tạo ra muối đúng không ạ? Bazơ cộng axit sẽ thành muối và nước. Vậy thì chúng ta cộng axit có gốc NO3 này là axit HNO3. Bazơ cộng axit thành muối và nước. Ở đây chúng ta thấy là có hai gốc NO3 này cho hai vào đây. Ở đây có 2 hydro, 4 hydro này cho hai vào nước. Cô trình đã được cân bằng. Phản ứng số 6 đã xong. Tiếp theo phản ứng số 7. Từ NaHCO3 tạo ra Na2CO3. NaHCO3 tạo ra Na2CO3. Như vậy đây chính là cái phản ứng một số muối carbonat bị nhiệt phân hủy các em nhé. Vậy chúng ta nung cái muối này lên. Muối carbonat axit natri hydrocarbonat sẽ phân hủy thành muối carbonat natri carbonat nước và khí CO2. Cái cân bằng cho hai vào đây. Vậy là hai bên đều bằng nhau các em ạ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 7. Từ NaHCO3 biến thành Na2CO3. Tiếp theo là phần số 8. Từ CaNO3 lần và Na2CO3. CaNO3 2 lần cộng với Na2CO3 sinh ra CO3. Na2CO3 sinh ra CaCO3. Ở đây là muối cộng muối tạo thành hai muối mới. Đúng không ạ? Như vậy là muối CaNO3 tác dụng với Na2CO3 thành muối CaCO3 và Na2. NaNO3 các em nhé. NaNO3. Muối canxi carbonat và natri nitrat. Cái cân bằng ở đây có 2 Na có 2 NO3 cho 2 vào đây. Ở đây chúng ta đã áp dụng thực chất là muối cộng muối tạo ra hai muối mới. Điều kiện hai muối bắt đầu phải tan và sản phẩm có kết tủa có kết tủa CaCO3 các em nhé. Phần số 8 đã xong. Muối cộng muối tạo ra hai muối mới. Điều kiện nhớ là hai cái muối bắt đầu phải tan được này. Sản phẩm phải có muối kết tủa có cái kết tủa rồi. Thỏa mãn đúng không ạ? Và cuối cùng là CaCO3 tạo ra CaHCO3 tất cả hai lần. CaCO3 Ca tạo ra CaHCO3 tất cả hai lần. Ở đây chính là phản ứng mà đá vôi bị tan khi trời mưa các em nhé. Nó cộng với nước, nó cộng với khí carbonic.
tạo thành muối axit, muối trung hòa thì muối axit. Và phương trình này là tự cân bằng các em ạ. Tự cân bằng. Đây chính là phương trình biểu diễn tại sao đá núi lại bị tan ra trong nước mưa. Vì nước mưa là có nước và có khí CO2 trong không khí các em nhé. Vậy là tại hiện tượng là đá vôi bị tan ra tạo thành muối axit. Đây là phản ứng số 9. Như vậy là thầy trò ta đã hoàn thành bài tập số 1. Viết các phương trình phản ứng hoàn thiện sơ đồ sau. Đúng không ạ? Và nhớ là hoàn thiện là chúng ta phải cân bằng phương trình và phải ghi rõ điều kiện nếu có các em nhé. Cái nào cần điều kiện nhiệt độ thì ghi vào, đúng không ạ? Hay không cần thì thôi. Mình nhớ là phải cân bằng nữa, làm được điểm. Chuyển sang bài tập số 2. Xác định nguyên tố X và viết các phương trình phản ứng cho sơ đồ biến hóa sau. X2ON thông qua phản ứng số 1 tạo ra X. Thông qua phản ứng số 2 tạo ra CaXO2. Tất cả 2N-4. Thông qua phản ứng số 3 tạo ra XOHN lần. Còn thứ 3 các em, phản ứng số 4 là từ XOHN lần tạo XCLN. Phản ứng số 5 là từ XCLN tạo ra XNO3 tất cả N lần. Và phản ứng số 6 là lại tạo ra X các em ạ. À, như vậy chúng ta sẽ quan sát vào đây thì chúng ta nhận dạng được X gì là nguyên tố gì. Đúng không ạ? Thì từ oxit của nó đây, đây là công thức X kết hợp oxit oxit đây. Từ oxit mà đều chế ra được X rồi ra bazơ, ra muối, clorua, muối nitrat. Vậy thì X là kim loại các em nhé. Kim loại nên tạo ra được muối clorua, muối nitrat. Tạo ra được bazơ còn trong OH đúng không ạ? Vậy thì vận dụng kiến thức được học thì từ oxit kim loại mà tạo ra kim loại thì chúng ta nhớ ra được kim loại nhôm các em ạ. Vậy X là nhôm nhé. X là ai là. Đúng không ạ? Và ta nhớ có một phương trình là từ oxit nhôm sản xuất ra nhôm theo phương pháp điện phân oxit nhôm nóng chảy đúng không ạ? Như vậy là X2ON chính là Al2O3. Điện phân nóng chảy tạo ra X là nhôm và khí oxy các em nhé. Ở đây có mặt kết Cr-Z-Oli-Substrat. Đây là phần số 1. Các cân bằng như sau. Đây chúng ta thấy có 2 oxy và 3 oxy bên này, 2 oxy bên này không bằng nhau, lấy bộ số chung của 2 và 3 là 6. 6 chia 2 được 3. 6 chia 3 được 2. Vậy là mỗi bên đều có 2 x 3 là 6 oxy các em nhé. 2 x 2 là 4 nhôm cho 4 bên đây. Đúng không ạ? Như vậy là từ nhôm oxit điện phân nóng chảy tạo ra nhôm cộng khí oxy. Có chất Cr-Z-Oli-Substrat. Chúng ta hoàn thành được phần số 1. Phần số 2 là từ X ra được Ca. X là nhôm các em nhé. Từ nhôm tạo ra được Ca mở ngoặc AlO2. 2N là N là hóa trị của nhôm, đúng không ạ? Là 3. 23 là 6, 6 4 bằng 2. À đây chúng ta nhận dạng ra đây chính là muối canxi aluminat. Đúng không ạ? Vậy là nhôm đã tác dụng với dung dịch canxi hydroxit. Phương trình là nhôm cộng với lại nước cộng với CaOH 2 lần tạo thành muối canxi aluminat và khí hydro các em nhé. À, cách cân bằng như sau. Ở đây ta có đây 2 nhôm này, 2 này, đúng không? Cho 2 vào đây.
Và như vậy là chúng ta thấy ở đây có oxy có 2 nhân 2 là 4 này. Ở đây có 2 rồi, đúng không ạ? Vậy ở đây cần 2 oxy nữa cho 2 vào đây. 2 oxy là 4, đúng không? Như vậy hydro ở đây có 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 2 là bằng 6. Số 3 vào đây. Thế là ta đã hoàn thành được phản ứng số 2. Cho nhôm tác dụng một dung dịch canxi hydroxit. Dung lượng tính nên sẽ tạo ra muối canxi aluminat và nước và khí hydro. Đúng không ạ? Phản ứng số 3 từ canxi aluminat CaAlO2 tất cả hai lần tạo ra XOHn lần, tức là tạo ra AlOH 3 lần. N là hóa trị của nhôm, đúng không? Đây chính là phản ứng thu hồi để kết tủa. Để chúng ta sục khí CO2 vào các em nhé. Sục khí CO2 vào. Cộng CO2. Và ở đây là chúng ta thấy có hydro nên chúng ta cần cần thêm có nước nữa các em nhé. Và nên cộng thêm nước nữa. Chúng ta sẽ thu hồi lại để cắt kết tủa nhôm hydroxit và muối axit CaHCO3 tất cả hai lần. Canxi hydrocarbonate. Các em nhớ ra tạo ra muối axit nhé, muối canxi hydrocarbonate. Thì nếu các em ghi tạo muối CaCO3 là sai này các em ạ. Muối trung hòa là sai, muối axit. Cái cân bằng như sau. Ở đây có hai nhôm, đúng không? Hai nhôm, có hai ở đây. Và chúng ta thấy rằng ở đây có hai cái CO3. Có 2C đúng không ạ? Cho 2 vào đây. Và đương nhiên ở đây chúng ta có thấy có 2 nhân 3 là 6 hydro này, đây có 2 hydro 8 hydro. Bởi vậy chúng ta cho 4 con nước. 4 con nước. 4 nhân 2 cũng là 8 hydro các em nhé. Và lúc đó là oxy nó tự bằng các em. 22 là 4 này, 42 là 8, 84 12 này. 23 là 6 này, 32 là 6 nữa là 12 này, đúng không ạ? Những phản ứng số 3 đã xong. Tiếp theo phản ứng số 4 từ AlOH 3 lần, đúng không ạ? Tạo ra AlCl 3 lần. Nhôm clorua. Thế thì đây là bazơ cộng axit thành muối và nước em nhé. Chúng ta cộng HCl vào để nó có nhóm clo, đúng không ạ? Bazơ cộng axit thành muối và nước. Cái cân bằng là chúng ta thấy rằng là ở đây cho 2 vào đây, đúng không ạ? Cho 2 vào đây. Đây có 6 clo cho 6 6 vào đây. Và hydro là có 2 3 là 6 thì 6 đó là lấy 12 hay cho 6 vào đây. Và đơn giản được các em ạ. Cái phương này đơn giản được. Số cho 2, đúng không ạ? Vậy đây bỏ 2 đi. Đây là còn 3 các em nhé. Đi bỏ 2 đi vào đây là còn 3. Vậy AlOH 3 lần cộng 3HCl tạo thành AlCl 3 cộng với 3 nước. Phản ứng số 4 đã xong. Sang một số 5 là từ AlCl 3 nhôm clorua tạo thành AlNO3 3 lần. Như vậy đây là muối tạo ra muối, đúng không ạ? Như vậy chúng ta hãy tìm cách làm muối cộng muối ra 20 muối đi. Làm cộng với muối AgNO3. Muối cộng muối ra 20 muối. Al đến N3 ra AlNO3 3 lần. Vậy Ag lấy Cl. Tạo thành AgCl kết tủa. Cái cân bằng đây có 3NO3 cho 3 vào đây. Đây có 3G, 3CL cho 3 vào đây. Bây giờ thứ nhất là muối cộng muối tạo ra hai muối mới. Điều kiện hai muối ban đầu phải tan được, sản phẩm có kết tủa, nó thỏa mãn các em nhé. Đấy. Thầy nhắc lại, chúng ta áp dụng tính chất này, muối cộng muối ra hai muối mới. Điều kiện là phản ứng xảy ra được là hai chất muối ban đầu phải tan được trong nước. Trong muối sinh ra phải có muối kết tủa, đúng không ạ? Có muối bạc clorua đây.
Phản ứng số 5 là xong. Phản ứng số 6 là Al NO3 3 lần, biến thành được Al. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng là từ magie trở xuống, kim loại đứng trước mạnh hơn đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi mũi của nó. Vậy là to cho magie đẩy nhôm các em nhé. Từ magie trở xuống này, kim loại đứng trước mạnh hơn magie đứng trước nhôm, đây là đẩy nhôm ra tạo thành mũi magie. Ở đây có 3 nhóm N3, ở đây có 2 nhóm, lấy bộ chung chung là 6 các em nhé. 6 chia 2 được 3, 6 chia 3 được 2. Hai bên thì có 6 nhóm N3. Ở đây có 3 magie cho 3 vào đây. Đây có 2 nhôm cho 2 vào đây. Như vậy là phản ứng này đã hoàn thành. Số 6. Không còn điều kiện đúng không ạ? Từ magie trở xuống trong cái dãy hoạt động hóa học của kim loại. Khi bà con nào may áo giáp sắt nhớ sang Phú Huế cửa hàng Á Phi Âu, kim loại đứng trước do mạnh hơn nên đẩy kim loại đứng sau ra khỏi mũi của nó. Magie đứng trước nhôm đẩy nhôm ra tạo thành mũi magie đúng không? Nhôm bị đẩy ra. Như vậy là video hôm nay thầy hướng dẫn các em làm hai bài tập. Video sau thầy hướng dẫn các em làm tiếp bài tập 3 và 4 trong cái chuyên đề xác định chất, hoàn thiện sơ đồ phản ứng. Thân ái chào các em, hẹn gặp các em trong video sau. Chúc các em học giỏi.